Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết sớm được phát sóng trên kênh của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai 11 tháng 7 và cho 7 ngày sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay mùng 10 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến từ 35 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ như Con Cuông, Nghệ An 37,8 độ, Hương Khê, Hà Tĩnh 37,8 độ, Đồng Hới, Quảng Bình 37,3 độ, Đông Hà, Quảng Trị 37,8 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất lúc 13 giờ chiều phổ biến ở mức 60 đến 70%. Trong ngày 11 và ngày 12 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Riêng khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Nắng nóng có khả năng sẽ dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 15 tháng 7 và ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên là từ ngày 16 tháng 7. Sau đợt nắng nóng kéo dài này, Biển Đông có thể sẽ hình thành bão hoặc là áp thấp nhiệt đới. Bà con ngư dân cần lưu ý thông tin về thời tiết dịp này để có các kế hoạch phòng tránh phù hợp. Hiện tại, nền nhiệt bề mặt biển khu vực cận xích đạo phía đông của Philippines đang cao hơn 30 độ C, chưa bao giờ cao như thế. Nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy sự bốc hơi đồng thời làm gia tăng sự chênh lệch áp suất giữa các tầng khí quyển. Và giữa các vùng khí quyển trong cùng tầng, các nhiễu động do chênh lệch áp suất cũng sẽ là cơ hội hình thành các vùng áp suất thấp là mầm mống của các cơn bão. Đường dẫn bão từ giữa tháng 7 sẽ theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng ngày 20 hoặc là ngày 21 tháng 7, trên Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão, miền Trung sẽ có mưa nhiều sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Đối với thời tiết biển thì các vùng biển nước ta đều có mưa, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, tầm nhìn xa giảm thấp, còn 4 đến 10 km trong mưa. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho đêm nay sang ngày mai 11 tháng 7 và cho 7 ngày sắp tới. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết cho khu vực Lào Cai và Yên Bái. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nhiều mây có lúc nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban ngày từ 31 đến 34 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 30 độ. Thời tiết chủ đạo của khu vực này cho những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Về đầu giờ chiều, chiều tối và đêm cũng như là rạng sáng trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to xảy ra ở khu vực này. Cao điểm của đợt mưa này sẽ diễn ra trong đêm ngày 14 và sáng ngày 15. Người dân cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Dự báo về hạn ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 36 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 30 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang với thời tiết khu vực Sơn La, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to xảy ra ở khu vực này, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Trong ngày 11, ban ngày trời nắng gián đoạn, mưa rào và dông sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 26 đến 30 độ, về đêm giảm xuống từ 21 đến 25 độ. Tình trạng mưa rào và dông còn duy trì nhiều ngày sau đó. Thời gian mưa tập trung rải rác trong ngày, nhưng cao điểm của đợt mưa này sẽ diễn ra trong đêm ngày 14 và sáng ngày 15. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Dự báo hạn ra về nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 30 độ, về đêm giảm xuống từ 21 đến 25 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang với thời tiết khu vực Lai Châu. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai 11 tháng 7, trời nhiều mây có mưa rào vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Trong ngày mai, mưa rào và dông sẽ còn tiếp tục xảy ra ở khu vực này, tuy nhiên thời gian mưa rải rác và mưa ngắn. Mưa vừa và mưa to sẽ tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 25 đến 27 độ, về đêm giảm xuống từ 21 đến 24 độ.
Tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này. Thời gian mưa thì rải rác trong ngày, nhưng cao điểm về mưa sẽ là đêm và rạng sáng. Cao điểm của đợt mưa này sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và ngày 15. Người dân cũng cần đề phòng lốc xoét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Dự báo hạn dài về nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ từ 27 đến 28 độ, về đêm giảm xuống từ 20 đến 24 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển đến với thời tiết khu vực Hòa Bình, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai trời nhiều mây không có mưa. Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn. Về chiều tối trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, về đêm giảm xuống từ 27 đến 31 độ. Thời tiết chủ đạo của khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 36 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, về đêm giảm xuống từ 28 đến 33 độ, duy trì đến ngày 14. Riêng trong ngày 15, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 27 độ. Chuyển sang thời tiết phía Đông Bắc Bộ, đêm nay sang ngày mai có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, đêm nay và sáng sớm mai, trời quang mây không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Trong ngày 11, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, về chiều tối trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 36 độ, về đêm từ 29 đến 32 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Về đêm trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, về đêm giảm xuống từ 29 đến 34 độ. Duy trì đến trưa ngày 14, từ chiều tối ngày 14 sang đến ngày 15 khu vực này sẽ có mưa to đến rất to xảy ra. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm giảm xuống từ 26 đến 28 độ. Chuyển sang với thời tiết các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, cho đêm nay và sáng sớm ngày mai trời nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra ở khu vực này, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nhiều mây có lúc nắng gián đoạn. Về chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 cho đến 32 độ, về đêm giảm xuống từ 24 đến 29 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này cho những ngày sắp tới, ban ngày trời nhiều mây có lúc nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Riêng trong đêm 14 và sáng sáng ngày 15, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to trên diện rộng. Người dân cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Dự báo với hạn ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 33 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 29 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang thời tiết các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, trong đêm nay và sáng sớm mai trời quang mây không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 30 độ. Trong ngày mai ngày 11 ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, về chiều tối trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, về đêm giảm xuống từ 29 đến 31 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, về chiều tối trời nhiều mây không mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, về đêm giảm xuống từ 30 đến 31 độ, duy trì đến ngày 14. Riêng trong ngày 15, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to xảy ra. Cao điểm của mưa sẽ diễn ra trong sáng sớm và chiều tối, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 32 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 29 độ. Chuyển sang với thời tiết khu vực Thái Nguyên. Trong đêm nay và sáng sớm mai, trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn. Về chiều tối trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm giảm xuống từ 27 đến 31 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Về chiều tối trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ, về đêm giảm xuống từ 27 đến 32 độ, duy trì đến ngày 13.
Riêng trong ngày 14 và ngày 15, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa dông sẽ tập trung rải rác trong ngày nhưng cao điểm của mưa sẽ là vào đêm và rạng sáng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 34 độ, về đêm giảm xuống từ 27 đến 29 độ. Người dân cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Đến thời tiết khu vực Lạng Sơn và Quảng Ninh, trong đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nhiều mây có lúc nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều và chiều tối trời nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra. Về đêm trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 32 độ, về đêm giảm xuống từ 26 đến 28 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nhiều mây có nắng gián đoạn, về chiều tối trời nhiều mây không mưa. Độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm giảm xuống từ 26 đến 30 độ, duy trì đến ngày 13. Riêng trong hai ngày 14 và ngày 15, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra. Mưa dông rải rác trong ngày nhưng cao điểm về mưa sẽ là đêm và rạng sáng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm giảm xuống từ 24 đến 28 độ. Chuyển đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nay sang ngày mai trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phía Bắc miền Trung, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, đêm nay trời quang mây không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, về chiều tối và đêm trời quang mây không mưa, nhiệt độ ban ngày từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, về đêm giảm xuống từ 28 đến 31 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới. Ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, về chiều tối và đêm trời quang mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, về đêm giảm xuống từ 28 đến 32 độ, duy trì đến ngày 14. Riêng trong ngày 15 khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 33 độ, về đêm giảm xuống từ 26 đến 29 độ. Đối với khu vực phía Nam miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, về chiều tối trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, về đêm từ 24 đến 29 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn, về chiều tối trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Tuy nhiên thời gian mưa ngắn, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 35 đến 37 độ, về đêm giảm xuống từ 26 đến 29 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 33 đến 36 độ. Dự báo thời tiết cho các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, trời nhiều mây có lúc có mưa rào nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Về chiều tối trời quang mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 27 đến 30 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, về chiều tối trời nhiều mây không mưa, riêng trong đêm ngày 15 có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Người dân cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 35 độ, về đêm giảm xuống từ 27 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực Bình Định và Phú Yên, đêm nay và sáng sớm mai trời quang mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng. Về chiều tối và tối trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra ở khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 35 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 26 độ. Những ngày sau đó ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, về chiều tối trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra ở khu vực này.
Riêng trong ngày 15, mưa rào và dông rải rác diễn ra trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 36 độ, về đêm giảm xuống từ 24 đến 28 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang thời tiết các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai có lúc trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng, đến đầu giờ chiều và chiều tối trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ. Về đêm giảm xuống từ 23 đến 25 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối và đêm trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 33 độ, về đêm giảm xuống từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết cho khu vực Gia Lai và Kon Tum, trong đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nhiều mây có mưa rào nhỏ vài nơi, về chiều tối và đêm cũng như là rạng sáng trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 21 đến 23 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nhiều mây có lúc nắng gián đoạn. Về chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Có nơi mưa rất to, cao điểm của đợt mưa này sẽ diễn ra trong đêm ngày 15, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ. Về đêm giảm xuống từ 21 đến 24 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Tây Nguyên, đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng, về chiều tối trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Trong mưa dông người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 22 đến 25 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, tình trạng mưa rào và dông sẽ còn tiếp diễn xảy ra ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Cao điểm của đợt mưa này sẽ diễn ra trong ngày 14 và ngày 15. Dông tập trung rải rác trong ngày nhưng cao điểm về mưa sẽ là chiều tối, đêm và rạng sáng. Dự báo hạn giảm nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm giảm xuống từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết cho các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Trong đêm nay và sáng sớm mai, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn, về chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời có nắng, có lúc nắng gián đoạn, về chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn sẽ thường tập trung vào chiều tối, cao điểm của đợt mưa này sẽ diễn ra trong 3 ngày, 13, 14 và ngày 15. Dự báo hạn giảm nhiệt độ cho các khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm giảm xuống 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển đến thời tiết các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn, đến đầu giờ chiều, chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra ở khu vực này. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, mưa rào và dông sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này duy trì đến ngày 15.
Cao điểm của mưa sẽ là đầu giờ chiều và chiều tối. Dự báo hạn ra về nhiệt độ cho các khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm giảm xuống 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển đến thời tiết khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn. Về chiều, chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn. Về chiều, chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy nhiên thời gian mưa ngắn và rải rác, cao điểm của đợt mưa sẽ diễn ra trong 3 ngày, ngày 13, 14 và ngày 15. Dự báo hạn ra về nhiệt độ cho các khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 31 độ, về đêm từ 26 đến 27 độ, duy trì đến ngày 15. Chuyển sang thời tiết các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. Trong đêm nay và sáng sớm mai trời ít mây, có lúc có mưa rào nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối và đêm trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 26 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn, về đầu giờ trưa chiều và chiều tối trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này. Điểm của mưa dông sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều và chiều tối, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Dự báo hạn ra về nhiệt độ cho các khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm giảm xuống từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 15. Đến khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp trong đêm nay và sáng sớm mai, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 26 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời có lúc có nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối trời nhiều mây có mưa rào nhỏ và dông vài nơi. Độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm giảm xuống 25 đến 26 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời có nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to xảy ra ở khu vực này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 15. Cuối cùng sẽ là dự báo thời tiết cho khu vực Cà Mau và Kiên Giang. Đêm nay và sáng sớm mai trời quang mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Trong ngày mai 11 tháng 7, ban ngày trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, về đêm trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 28 độ. Thời tiết chủ đạo của các khu vực này trong những ngày sắp tới, ban ngày trời nắng có lúc nắng gián đoạn, về đầu giờ chiều, chiều tối và đêm trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 33 độ, về đêm giảm xuống từ 27 đến 28 độ, duy trì đến ngày 15. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.